bàn luận về đồ to. 2 thằng 3 thằng luôn, 4 thằng này, thằng thứ tư. Chết cha. Cho các bạn, mình là Linh đây. Và đã sau nhiều đêm không gặp lại các bạn, mình thực sự là rất nhớ các bạn. Và mình cũng thực sự là rất nhớ cái chiến trường ở map đền cổ này. Mà thực ra là cái map chiến trường zombie nó khác mình. Nói chung là mình lâu mình không quẩy cái map này. Và bên này mình sẽ tái hiện lại cái sức mạnh thực sự là nó có mạnh hay là cực kỳ là mạnh mẽ của khẩu F. Ôi trời. Ok, mình vừa còn dám lên đầu con đầu nhỏ kìa. Nào, mà đứa Thành cũng quẩy luôn. Và hôm nay thì gặp lại các bạn thì cũng muốn nói một clip nó đặc biệt hơn một chút. Cũng chẳng biết là đặc biệt hay không, nhưng mà đầu nhỏ kia. Trời. Rồi. Thế sao nó không cào thằng kia nhỉ, nó cứ nhìn mình. Cái điều. Vãi vèo, các bạn nhìn thấy con vèo nó tàng hình không? Nó đứng ở trong cái góc đấy mà mình không nhìn thấy nó trước thì thực sự là mình không thể biết là nó ở đấy được. Quá kinh khủng. Tôi nói có qua là mình sẽ làm một clip nó dài một chút. Tức là mình sẽ làm một clip trên 15 phút đi. Và chắc chắn là mình sẽ chơi được cuối ván rồi. Đây vào thứ 8 và mình sẽ cố gắng đua top các bạn nhé. Cũng nhiều bạn bảo mình làm nên là clip dài một chút, nhưng mình chỉ sợ là các bạn không xem thôi. Nếu là các bạn thích kiểu clip dài này thì các bạn nhớ like, share, subscribe của mình. Cái câu này thường là mình nói khúc cuối. Vậy chúng nó loạt đầu nó sau bắn toàn mít. Con này phải nói là nó có khả năng là bắn xả đạn cực kỳ nhanh, nhưng mà tiếc là nó kiểu cái khả năng đặc biệt hơn chút của nó là có cái shotgun ấy, nhưng mà bắn chậm lắm. Thực sự là mình chả thích bắn cái shotgun đấy, nó bắn mắc chậm luôn. 12 kiểu. Ôi lao đó. Lao ra đấy. Chết. Cô con đằng số đi, đừng chị ơi, tha em cái. Mình bây giờ phải loay ngoi mãi này đến top 4 nữa các bạn. Thế tôi phải đi đến ván 15 các bạn, khá là dài đấy. Và nó có khả năng tốc độ xả đạn cực kỳ là nhanh mà. Và cái tốc độ thay đạn thì cũng nhanh luôn. Cũng không so với Bandit, nhưng mà thực ra nó có khả năng thay đạn rất là nhanh. Rồi nếu mà thay cái khả năng của khẩu này bằng khả năng cận chiến thì có vẻ hay hơn các bạn. Đấy, thay đạn các bạn để ý có cái kiểu thay đạn nó giống như khẩu AUG-A, có khả năng bắn bom. Và một cái combo ngày hôm nay mình cầm thì rất là đẹp luôn. Nguyên màu bạc, cực kỳ là mà bắt mắt. Rồi còn béo cái chết chắc rồi. Đấy rồi. Chết. Đầu to à? Nguy hiểm đấy. Ui vếu. Đấy chưa, trời biết ngay mà con vếu. Mình nhìn thấy con vếu sỏ đấy rồi. Sao? Nó. Vậy. Ok. Xịp. Trời ơi, con này đua top luôn. Lên top 2 rồi các bạn ạ. Thằng top 1 có 700 điểm thôi. Mình nói chung là chắc là vẫn có khả năng lên. Vẫn tiếc. Mình phát này kia mà không con vếu có phải là đẹp không? Phát là cận 92 phát liên tục. Tiếc quá. Nói chung là vẫn nhỏ. Thế mà là clip dài thì mình bớt nhỏ một chút các bạn. Là hy vọng là vậy, các bạn phải cầu nguyện cho mình. Đây rồi. Ôi. Được. Trời ơi. Mình cái thợ phát cuối cùng là mình ăn, cuối cùng là thằng Khan ăn nhỏ vậy. Nó lắm mà không nghe cái bài này. Đấy, thi thoảng mình nó cứ đơ này, bực thế. Dạo này máy kiểu là delay quá rồi. Không biết là có phải là do xem hentai nhiều không. Vậy. Ra đấy. Mình đấy. Ôi. Ôi tôi. Trời ơi may nhá. May phần đấy không bắt được Huy Thanh, không thể ăn nhục rồi. Ở đây các bạn thấy tốc độ xả đạn nó ghê không? Trời ơi, tôi mất Huy Thanh rồi. Nó rất mắt móc về luôn. Shotgun nó bắn chậm lắm, bắn 4 hay 5 viên nhưng mà mắc chậm. Ở ra đây. Mất Thuyết Thành cũng cận chiến các bạn. Cận chiến mới là khá khủng được. Trời ơi, mình đã đi nhặt cái kho đạn này, thằng kia ăn mất rồi. Còn 28 viên này. Hết đạn nhanh lắm luôn này. Các bạn thấy gì chưa? Đúng 28 viên mà giết được con đột to các bạn ạ. Mà trong khi là sát thương cũng tệ. Súng chính mình hết đạn rồi. À, đầu to ghê đấy. ngáo. Để rồi, phải ăn đầu to. Nếu các bạn muốn đầu to thì mình khuyên là các bạn nên săn đầu to các bạn, chứ đừng nên săn vếu. Nó bắn một là dê mít, hay là kiểu các bạn mình gây thù chỗ oán với nó, kiểu nó kiểu nó dí các bạn đấy. Nó dí thì thôi rồi, xác định đấy. À, này. Đấy, biết cây mà. Khi các bạn nhảy xuống này thì các bạn cứ từng con nhảy ra hẳn luôn. Các bạn đi vòng xuống. Vòng vào đằng trong một tí là kiểu gì chúng nó cũng thọt về đằng sau, nên là các bạn có khoảng cách để mà chạy. Và hôm nay mình có, nếu mà có cái bí kíp gì mình chưa hay chơi cùng các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn này. Rồi. Rồi, bắn phê vãi luôn các bạn. Phê à? Đấy, phê to đây này. Mình đang đua to nên là mình phải cố gắng giết nó trước. Nó đang núp ở dưới đấy. Vai, đã sang đây rồi. Giết. Bắn thêm một chết. Ôi trời ơi. Bù. Ngon. Trời ơi, phát đấy mà may mình cứ bấm kíp E. Mình mất Huyết Thành lâu mà. Kiệt bắn. Nói mà bé cái nó bọt. Rồi ra đây. À, một pha lửa của rất là đơn giản thôi. Các bạn kiểu dường như là nó cứ tưởng tượng mình đi thẳng thì mình đã đi vòng ra. Thế là nó tạch ngay rồi mà. Mất top 2, thằng top 1 là giữ lâu phết rồi đấy. Các bạn nghe thì quen không? Alan Walker phết chứ không phải là phết đờ, phết đờ đấy. Còn Santa có phải Nguyễn Linh không? Trời ơi. Và tốt nhất là mình không nên thưa. Không là các bạn dí mình. Ô, mình cách là top 1 có 1 điểm hay sao ấy? Ngon vãi. Đồ to đây rồi. Ăn luôn. Đấy rồi. Trời ơi. Ăn đồ to lên top. Sau 3 4 ván chơi mà mình đã lên được top rồi. Mình đấy là mình còn chơi sau nhá, mình mà chơi từ đầu xem. Phải làm top từ đầu ván luôn. Các bạn để ý là cái mình clip này kì, dường như là cái ý tưởng làm dài clip của mình nó lag ấy nhỉ. Ở đây. Rồi đồ to của mình cầm con này các bạn. Ôi, bay từ em xin lỗi. Chết rồi. Không chết. Trời ơi, mình mất Huyết Thành rồi. Đáng mải chém gió các bạn. Bốn nãy. Tuy nhiên là cái clip là mình muốn làm dài. Ô, đồ to nó thu mình cái dao bạn ạ. Cứ ra đây mình cần hết. Ô, chết. Làm sao cơ? Đẹp. Bắn như thế mà bị chí vồi ạ. Ra đây. Trời ơi, nó không cho mình nhặt kho đạn ạ. Rồi. Cái combo này nhìn đẹp thật và mắc vít luôn rồi. Quá ngon. Cái khẩu FN2K này thì nó không phải là dạng VIP, nhưng mà mình thấy dường như là như VIP của các bạn. Thay đạn nhanh này, xong rồi có khả năng đặc biệt nữa. Tuy nhiên là kiểu đặc là việc VIP kiểu mới ấy, khi nó không thể bằng ban đế là các VIP được, nhưng mà thực sự là mình rất thích. Và cái độ cơ động của nó thì cực kỳ cao rồi. À, đầu to. Nó vẫn cay mình đấy. Chắc là nó không biết mình ở đây sao. Nếu mà nó biết mình ở đây chắc nó ra rồi. Chết rồi, mình đấy là cái lý do mà. Ồ, đồ to. À. Nào, ra đây. Trời ơi, thế đạn nhanh lắm. Trời, cứ ăn đồ to này các bạn, chắc chắn top luôn. Mình thề, mình đảm bảo các bạn. Cứ ăn đồ to nhiệt tình cho mình. Đừng có cận chiến vội. Nhưng mà nếu mà cận chiến thì luôn cũng được. Đồ. Trời. Mình không biết nó ở chỗ mình lúc nào luôn cơ. Đang mải chăm đâu mải bàn luận về đồ to. 2 thằng 3 thằng luôn. 4 thằng này, thằng thứ 4. Chết. Trời ơi, cay quá. Thằng thứ 4 rồi các bạn. Thằng thứ tư mà cuối cùng là nó bật. Mình không để ý là nó có thể hóa thành heo. Trời ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ được chiếm ngưỡng của ván, bây giờ ván thứ 11 rồi. Mình gào cũng khá là lâu đấy. Bây giờ cố gắng chơi dài một chút. Tức là cái con thứ 4 thì nó đúng lúc nó bật heo. Không phát đấy là mình cào chết nó luôn. Suýt nó thì là kiểu thần thánh. Anh là đâu? Linh nhỏ thật thần thánh, nhưng mà tiếc nhất là cái từ nhỏ ở đây nó nổi quá các bạn. Ra đây trời ơi, bắn khỏe quá, bắn toàn chết. Xuống của đen này rồi, trời ơi, ra đây nguy hiểm đấy. Rồi trời ạ, ăn được con nhỏ mà không ăn được con đầu to. Đâu vậy, đầu đôi mình còn rất nhiều nên là mình cũng cứ thoải mái đi. Thế thay mình còn này, kiểu mình chơi dài nó hay bị lát nó cứ đờ thế các bạn. Trời ơi đồng thế, đúng rồi, ra đây cả chiến nhá, Đó, ra đây bạn ơi, ra đây. Trời ơi con đầu to, ở đây là mình không dám cận chiến. Trời ơi lát rồi. Nguy hiểm đấy. Trời ơi. Từ từ thôi bạn ơi. Trời ơi một phát, may quá, đúng. Mình không ngờ là chỗ đấy nó đông thế mà may mà vẫn bấm kịp E. Thật sự là rất may mắn. Úi dồi, mình tỏa sáng với 7 bạn zombie. Ra đây. Này khô máu luôn này, khô máu này. Ngu ấy, mình đứng ở chỗ cho nó cào mà. Còn bây giờ còn 4,5 k. Nhưng không sao. Lừa đấy, nó cứ tưởng là mình đi thẳng, đi rẽ sang cái ngách kìa. Thì rất tiếc là anh rất tỉnh và đập chai. Được rồi. Trời ơi, hết giờ rồi. Vào thứ 12. Giờ mình đã chắc chắn là top rồi các bạn, cứ yên tâm. Ở nhà đi, mình giờ nói chung là hơi mệt nên là mình sẽ ngồi chơi một tí. Cả một khu như kiểu thằng này bị tăng đơ vậy. Tăng đơ chứ quên, tăng đơ là cái cắt tóc. Nghe phiêu vãi, cái bài này cực kỳ mình thích nghe luôn. Đồ to à? Có thứ 13 được các bạn nha. Mình không bị hóa giom luôn đấy. Thề chứ mình hình như là mình chưa bị hóa giom sao. Tự bị hóa giom chứ còn nếu mà mình nó cào thì không nói. Đấy, mình giữ đạn nếu mà tốc độ ra đạn cứng nhanh nhưng mà dường như là Destroyer nó vẫn mạnh hơn. Đấy. Sụt khốn máu luôn, trời khổ mà bắn cực kỳ là nhanh luôn. Nên là dường như là quá là chặn thì cực kỳ là đơn giản các bạn. Cố gắng dần nốt vào giải nữa, bây giờ mình đã được 2 giải rồi. Vếu á, vếu sỏ mà anh phải xoắn này. Rồi, quá hay. Ôi ôi kìa. Vếu á. Ôi trời ơi. Trời ơi. May mà mình không kịp. Nó cứ đơ các bạn đấy. Bực quá. Bơi vào đây. Rồi đây rồi, vào luôn. Trời ơi. Trời ơi. Nó ngoài các bạn ơi. Đủ. Thế mà chém con xuyên được qua tường bạn. Vãi. Mình cứ tưởng nó trong lòng hóa ra nó ngoài. Vãi thật cường, mình cân tẹm rồi. Clear tẹm rồi. Trời quá may các bạn ơi. Rồi lát rồi. Đây rồi. Giết. Trời. Trời ơi, một phát chém như thế mà không chết. Ôi. Trời ơi, nhỏ rồi. Trời ơi, tỏa sáng. Thôi không sao các bạn. Thế là coi như là mình muốn bị được hóa giom để giật giải lây nhiễm, tức là mình được 3 giải các bạn. Thế là ok. Đánh lâu như thế mà phải được 3 giải để mới chấp nhận được chứ còn thua. Nếu các bạn thích cái thể loại mà thua 3 giải này thì nhớ like share nhá. Và nếu đây là hôm nay mình chỉ nói chung mạnh, test mạnh về khẩu súng thôi. Nếu mà các bạn muốn về cận chiến thì mình có thể dùng riêng những cái khẩu kiểu nó funny. Mình thích làm khẩu funny cận chiến hơn là những khẩu VIP. Những khẩu VIP thì mình thường bắn chết hơn, kiểu test súng mà. Chẳng hạn như súng GP thì mình thường hay cận chiến hơn. Quá, đây là bạn thứ 15 và Linh chắc chắn sẽ được 3 giải, ok. Cái hy vọng là các bạn thích. nhưng mấy bạn này làm clip dài mình hay kiểu đánh nó sung ấy nên là rất hay gào. Ủa, rút dao vào gần chiến và lag. Vào tới đây. Trời ơi, anh đã không muốn gần chiến rồi mà cứ phi vào hả? Không gần chiến thì có phải phi không? Rồi, tỏa xa đấy. Double kill. Để kể ra truy kích mà cập nhật cái kiểu mà để rồi, cận chiến luôn. Trời ơi, một phát vào đầu headshot vào. Vai, mình bắn thế mà để thằng rau găm ăn kìa. Bây giờ mình khá đấy. Trời ơi, thằng nào bóp dãi thôi. Tệt, chơi. Vai, mất cho thành luôn ạ. Vai là mấy thanh niên bóp dãi nhau kinh thật. Bây giờ top, sọ. À quên, bây giờ loạn rồi các bạn ơi, bây giờ mình loạn rồi, còn đồ to mình còn gọi nhầm hết cả tên. Đấy lãng lắm. Chơi đâu? Trời. Trời ơi. Trời ơi, đồ to chỉ cần một băng nữa các bạn, một băng là đủ rồi. Một băng là quá đủ cho đồ to lên thiên đường. Ra đây. Cái đó nó nhảy qua cái cục kia thì mình dễ chết hơn, mà nó nhảy vòng thì thôi coi như là mình xác định là nó bị lừa thôi. Còn 1 phút 10 giây. Izom ấy nhỉ, còn phải cuối ra Izom nữa. Kiểu thoát hết rồi. Kiểu như các thanh niên không khả năng đua top rồi. Ăn đầu to lên toại này thì đua làm sao được. Chí kill rồi, bắn mắc phê rồi. Đấy rồi, trời ơi 10 kill. Ôi trời ơi, cố lên. 11, 12. Dí và đi luôn. Vai, dí thẳng và đi con đồ to mà nó không chết rồi. Trời ơi, mình tê hết cái đít được các bạn. Vào đây. Được đấy. Cho nó bắn hết rồi. Mãi nó săn mình các bạn. Trời ơi, 12 kill mà toàn đồ to này mắc phê rồi. Chết đâu. Trời ơi, còn 10 viên đạn. Còn 1 viên đạn. Ô. Để rồi. Thống luôn. Trời. Trời ơi, mình bị lừa rồi. 1.000, suýt được 2.000 điểm, nhỏ thế. Ok, có khi clip mình sẽ tạm dừng ở đây. Các bạn nhớ like, share, subscribe của mình nha. Bye.